Chào mừng quý vị quay trở lại với phần cuối cùng của bản tin FTNC Thế Giới ngày 4 tháng 9. Kính thưa quý vị, với lực đỡ ít ỏi từ dữ kiện kinh tế mới công bố, thì phố Wall phiên giao dịch hôm qua đã tăng điểm rất nhẹ. Riêng chỉ số Nasdaq thì giảm điểm do Apple và nhiều nhóm cổ phiếu thành phần khác. Kết phiên giao dịch ngày 3 tháng 9, chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng nhẹ chưa tới 0,1%, còn chỉ số Nasdaq thì giảm mạnh tới gần 0,6%. Dữ kiện mới nhất cho thấy đà hồi phục đang tiếp tục đối với nền kinh tế Mỹ. Lượng đơn đặt hàng trong tháng 7 tăng ở mức kỷ lục 10,5% so với tháng 6. Doanh số bán ô tô trong tháng 8 cũng tăng vượt dự báo nhờ giảm giá mạnh. Những thông tin này chỉ đủ để Dow Jones và S&P 500 tăng điểm nhẹ. Trước khi kết phiên, đã có lúc chứng khoán Mỹ tăng điểm tốt nhờ thông tin chính thức cho thấy Ukraine và Nga đang tiến gần đến một thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ngay sau đó Nga lại công bố kế hoạch tập trận gần biên giới Ukraine. Về phía doanh nghiệp, cổ phiếu của Apple giảm 4,2% còn gần 99 đô la. Đây là phiên thể hiện kém nhất của mã này kể từ 28 tháng 1 sau khi có thông tin hệ thống dữ liệu đám mây iCloud của Apple vướng vào lỗi bảo mật. Đà giảm của Apple đã khiến cho nhóm công nghệ của S&P 500 giảm 0,7%, mức giảm mạnh nhất trong số 10 nhóm cổ phiếu của S&P. Nhóm cổ phiếu hàng không giảm điểm sau khi cổ phiếu của hãng Delta Airlines giảm 5,2% còn gần 39 đô la do đưa ra tuyên bố dự báo doanh thu trong tháng 8 có thể giảm sút. Cổ phiếu của American Airlines giảm 3,4% còn hơn 39 đô la. Thị trường toàn cầu đang trông đợi cuộc họp chính sách của ECB diễn ra vào thứ năm. Thống đốc Mario Draghi sẽ đưa ra quyết định xem có tung gói hỗ trợ kinh tế nào nữa hay không. Còn thị trường chứng khoán châu Á ngày hôm nay giao dịch thận trọng khi các nhà đầu tư chờ quyết định từ các ngân hàng trung ương Nhật Bản và châu Âu. Như dự đoán thì ngân hàng Nhật Bản vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ sau cuộc họp hai ngày. Còn ngân hàng châu Âu thì có thể sẽ tiết lộ những biện pháp kích thích mới trước tình hình kinh tế ảm đạm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 9, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,33%, chỉ số ASX 200 của Úc giảm 0,44%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm 0,8% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,25%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm nhẹ sau hai phiên giao dịch, đạt đỉnh cao nhất trong vòng 7 tháng. Trong số các mã giảm, Sony giảm 0,8% sau khi tung ra hai thiết bị đều mới trong nỗ lực thúc đẩy doanh số của dòng di động. Ở phía tăng điểm, Nissan Motor tăng 1% sau khi doanh số bán hàng tháng 8 tăng 11,5%. Chỉ số Shanghai tiếp tục tăng điểm, đạt mức cao nhất kể từ 14 tháng qua. Cổ phiếu nhóm ngành bất động sản tăng sau báo cáo chính phủ nới lỏng luật kinh doanh bất động sản cổ phiếu của China Vanke tăng 1,8%, còn Poly Real Estate tăng 1%. Chỉ số ASX 200 của Úc giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ một tuần. Bất chấp dữ liệu kinh doanh mạnh hơn kỳ vọng, thâm hụt thương mại tháng 7 giảm còn 1,36 tỷ đô la Úc, thấp hơn 1,5 tỷ đô la so với dự kiến. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng nhẹ sau khi ở mức thấp nhất kể từ 3 tuần. Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 1,8% sau khi công bố hai thiết bị mới ở New York thị trường Ấn Độ giảm điểm sau khi tăng 3 phiên kỷ lục khi các nhà đầu tư bán ra chút lời. Bắt đầu chỉ là một trang web bán giày trong suốt 5 năm thì đến nay Zalando đã là trang web bán lẻ quần áo lớn nhất châu Âu. Hiện thì hãng đang huy động thêm vốn và tiến tới kế hoạch IPO sẽ diễn ra vào đầu tháng tới. Zalando, công ty bán lẻ quần áo trực tuyến với hơn 7.000 nhân viên và cung cấp hơn 1.500 nhãn hiệu đi khắp châu Âu, kể cả Tây Ban Nha, Ý và Thụy Sĩ. Hiện hãng đang huy động 500 triệu euro cho kế hoạch mở rộng dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng. Việc này sẽ làm tăng giá trị của hãng đạt 4,5 tỷ euro, đưa Zalando trở thành một trong những công ty trực tuyến lớn nhất nước Đức. Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cho đến nay công ty vẫn không thu được lợi nhuận, ít nhất là lợi nhuận sau thuế. Nhưng tôi nghĩ về đường dài thì nó vẫn tạo được lợi nhuận, nhất là khi các chủ sở hữu của Zalando nắm được hầu hết cổ phiếu của mình. Zalando đang tập trung vào mảng bán hàng trực tuyến. Mới tuần rồi, hãng đã ra mắt một trang web mới và một chiến dịch quảng cáo mới, đồng thời phát triển một ứng dụng mới trên điện thoại thông minh nhằm kéo khách hàng trở lại. Zalando có thể hướng tới những thị trường mới ở Đông Âu hoặc tập trung vào thị trường hiện tại bằng cách nâng cao nhận thức thương hiệu. Zalando đặt nền tảng cho việc IPO của mình và các hoạt động của mình vào tuần trước. Vì còn lại hy vọng công chúng có thể nhận thức được sự phát triển của nó trong lĩnh vực mua sắm quần áo trực tuyến. Tính đến nay thì Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi đã nhậm chức được 100 ngày thưa quý vị. Tuy đã hứa hẹn sẽ đem lại những cải cách trong cuộc tranh cử nhưng cho đến nay thì Ấn Độ vẫn chưa có cuộc cải cách thực sự nào. Liệu ông Modi có thực sự làm được như những gì mình đã hứa hay không? Chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề thông qua phần trao đổi của các chuyên gia đến từ chuyên mục Breaking Views. Chào Andy, tính đến nay Thủ tướng Ấn Độ đã nhậm chức được 100 ngày. Rõ ràng là ông đã kêu gọi rất nhiều sự hỗ trợ trong chuyến công du Nhật Bản của mình. Nhưng anh nghĩ khi trở về, ông Modi có thu hoạch được gì hay không? Chào Tara, nếu như cô thật sự muốn tôi chấm điểm cho những nỗ lực của ông Modi thì tôi sẽ chấm 7 điểm trên 10. Đến giờ chúng ta đã thấy ông Modi hoạt động khá mạnh mẽ trên hai mặt trận, đó là cải cách chính phủ và ngoại giao. Lúc nãy cô có nhắc về những gì ông Modi đạt được ở Nhật, đó là 34 tỷ đô la Mỹ cam kết đầu tư vẫn độ. Giờ là lúc để người ta chờ đợi một cú nổ lớn, cú nổ cải cách kinh tế. Đó là lý do vì sao tôi trừ đi 3 điểm của ông Modi, vì cho đến nay vẫn chưa có hoạt động gì đáng kể. Nhưng 100 ngày thực sự là quá ít để có thể xử lý được tất cả các vấn đề đối với một đất nước có cơ sở hạ tầng lạc hậu, cộng thêm một bộ máy quan liêu cố hữu. Vậy anh nghĩ ông Modi có thể đối phó được không? Theo tôi, điều quan trọng là hạt giống của sự đổi mới đã được gieo. Chúng tôi đã xác định được các lĩnh vực cần cải cách bao gồm thị trường hàng hóa, thị trường lao động, thị trường tài chính bao gồm ngân hàng và chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó là các lĩnh vực khác như tài nguyên, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Nghe anh nói thì có vẻ như rất nhiều việc cần phải làm. Quay trở lại với danh sách những điều cần làm, theo anh thì trước mắt đâu là điều cần làm trước tiên? Như thế này, ví dụ như thị trường hàng hóa, điểm mấu chốt chính là tiền thuế. Việc đàm phán giữa các quốc gia đang diễn ra tuy có hơi khó khăn, nhưng đây là cơ hội để một trạm thương mại toàn cầu được đặt tại Ấn Độ vào tháng 4 năm 2015. Cải cách lao động đang được tiến hành tại bang Rajasthan và sẽ sớm mở rộng sang các bang khác. Về cải cách tài chính, chỉ khi nào chính phủ có thể gây dựng lại lòng tin về việc quản lý tài chính và ngân hàng có thể đảm bảo kiểm soát được lạm phát, thì người dân mới có thể yên tâm. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ dường như khá căng thẳng về việc quản lý tài chính và ngân hàng dự trữ thì đang chịu sức ép trước lạm phát cao. Ở lĩnh vực tài nguyên và năng lượng là lĩnh vực cần phải được cải cách, trợ cấp năng lượng đang đối mặt với nhiều nghi ngờ. Thực sự thì hoàn cảnh khá khó khăn và cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy điều gì khả quan. Nhưng như cô đã nói ta ra, 100 ngày vẫn còn là quá sớm để có thể nói trước được điều gì. Ông Modi đã ăn mừng 100 ngày tại vị cùng với một danh sách dài những việc cần làm, nhưng cho đến nay những gì ông làm cũng đã được đánh giá là không tệ. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thế giới của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời quý vị ghé thăm trang Facebook của FVNC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên FVNC. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like cho chúng tôi. Và bản tin thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin FVNC ngày mai.